Con chó này. Mẹ demo mày mò lên cứt à. Nước toại.com shop bán nick Liên Quân, Free Fire, Liên Minh, PUBG và các game online khác uy tín giá rẻ. Ngoài ra còn có tử vẫn may cực chất chỉ với 10.000 đồng. Bạn có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn chỉ có nước toại.com. Các bạn nhanh tay truy cập link shop mình để dưới phần mô tả nhé. Hello. À, mày gãy răng đâu mày luôn à? Quên. Bố bị ăn đấm mày, cũng bị ăn đấm của mày biết. À mà cái tội ngu húng nào mà chưa? Nó chả đấm mày để mà tao nào chứ mà là đánh tao. À. Tao khôn tao toàn lĩnh phía sau mày ngu cái lúc nào thích tiên phong thôi. Thôi được rồi, nói chung là quân tử ấy chả thù 10 năm chưa muộn. Đúng rồi. Ai đâu mà giả thù. Hello nhá, xin chào tất cả anh em nhá. Đấy, có liệu này anh ạ. Nhưng qua anh em xem mình bị hai mấy cái thằng hôm qua phải tao ba. Đếm sơ sơ phải ba thằng. Hai thằng. Mình nói chung là hôm qua có ba thanh niên là vào nhà của mình. Ê, anh em mình phát hiện anh em đuổi vào phát thì mình chạy đầu tiên, mình húng quá, mình chạy đầu tiên, mình nghĩ là chúng nó thấy người chúng nó chạy. Không ngờ chúng nó lại dám bản lĩnh đánh chạy mình anh em ạ. Vào phát ba thằng nó đấm nó đạp phát, cuối cùng mỗi thằng một phát là mình đã lăn bo ra đấy, mình ngất, mình không biết gì rồi. Vào tuyển bấm huyệt phát lên mới tỉnh. Đấy, lúc tỉnh dậy gọi là hoa hoa chóng mặt này, không biết cái gì chuyện gì vừa xảy ra, nó gọi là nó xảy ra nó nhanh quá anh em ạ. Cái này quả đấy mà có viên Paradon thì mình đỡ phải bấm huyệt. À, mình cứ nghĩ thằng này nó vào là ba thằng kia nó chạy trước. Ai ngờ nó vẫn thẳng cánh cò bay, nó cho thằng này khuyến mại một phát vào mặt. Một phát hay mấy phát? Mình nói chung là nó cứ tao cứ thấy mấy cái tay cứ đứa bên này đứa bên này đứa đầu này đứa bên đầu kia. Ông mà mày yếu đấy xả rồi. Cho một đòn chí mạng nhưng mà đã làm xuống đất rồi. Cơ bản đấy khỏe. Mày tí dễ dàng như lúc này. Đấy, đấy thôi ok anh ạ. Thế thì sau việc hôm qua mình quyết định là hôm nay. Hôm qua là mình chủ quan lắm nên là chỉ có hai thằng chạy một phát qua là có ba thằng. Đấy thì hôm nay mình quyết định là hôm nay mình cả Tuyền vừa rủ Tuyền rồi, hôm nay là hai anh em sẽ ngủ đây là để dình xem nếu mà có thanh niên nào mà kiểu chích hút ở trong nhà mới của mình là anh em mình tóm sống luôn. Hôm nay là nhờ đến sự có mặt của anh em luôn. Đấy, hôm nay đang đi ăn từ Bắc Giang nghe tin là cũng phải phi xuống để gọi là giúp đỡ mình luôn. Thì hôm nay là mình sẽ nhờ tất cả anh em ở bên trong quán là cầm gậy, là ở trong quán bao giờ có hiệu lệnh của mình hô phát là anh em sẽ lao từ đây ập vào để vây. Còn anh em mình là thì ở trong kia không cần, mày phải nhớ là mọi lần mình toàn đi dình muộn đúng không, nên là mình nằm trong thế bị động, hiểu không? Hôm nay anh em mình dình sớm chỉ gặp tao với mày thôi, thế chủ động nó vào phát úp sòn luôn tao mày úp phát chết luôn. Đúng rồi, thế có nghĩa là hôm nay là mình và Tuyền sẽ úp phía trong đấy, gọi là vây phía trong, còn là anh em sẽ ở phía ngoài có hiệu lệnh phát là lan vào bọc luôn anh em nhé. Đấy, chứ hôm nay nói chung là trả thù lại những cái gì mà hôm qua mình đã phải chịu đựng. Còn nói đùa anh em thôi chứ thực sự là mình không muốn liên quan đến chuyện là đánh nhau hay gì đâu. Nhưng mà đấy là cái nhà mới của mình và các bạn biết thôi. Nhà mới của mình không bao giờ muốn bất cứ chuyện gì nó vớ vẩn nó xảy ra trong cái nhà đấy của mình đúng không? Bên này đây còn nói tụ tập trong đấy, đấy nó nghiện hút ở trong đấy nữa. Làm sao mà có thể là để cái chuyện đấy xảy ra được đúng không? Đấy, còn ví dụ như là vấn đề xung quanh mà đánh nhau ấy thì không bao giờ mình có chuyện dây đến. Vì mình không phải người giang hồ. Đấy, ok anh em nhé, thì bây giờ mình sẽ... Hôm nay mình vừa cũng Tuyền cũng trốn tiếp xu để ra đây rồi. Thì bây giờ mình cả Tuyền sẽ cầm đèn ở sang nhà kia dình ở trong đấy trước một nhá. Còn tất cả anh em nhá, ở trong nhà tí nữa thấy hiệu lệnh hô phát là anh em bay ở bên ngoài nhá. Còn bây giờ anh sẽ sang lại kia cầm đèn nhá, đèn thôi. Đây là đèn, này cầm có cầm khóa bao nhiêu, cầm thôi vẫn để phòng nhá. Cầm đây thôi, bao đèn, bao cầm đèn. Đấy, ok, đấy anh em ở đây. Kinh nghiệm này hiện tại không nghe nên đắp trong đường đấy. Tiếng như là thằng thảo hoặc phát là thật luôn đó. Tình ơi, bạn đi tìm cho mình cái điện thoại mới. Điện á? Ừ. Điện thoại.
giờ quan là việc nhanh không? Còn em vào nước thế đấy. Ôi, sao em xa xem ạ? Đây, đây, nhắn đây ạ. Ôi, cảm ơn. Hôm nay chắc em phải vừa đội ngoài cầm điện thoại. Chỉ là có đội ngoài thì thấy ạ. Vô phát là phập luôn. Ôi, cái gì phá được luôn. Cô đàn bà sao rồi? Em anh cứ nhận cả đàn bà rồi. Họ tao nguy cơ bọn này là cùng theo mình. Chỉ hút cả một đàn bà không tí nữa xong thì phải quay lại. Đàn bà không nhận là dễ xin hàng. Đánh hết cái đàn bà không đánh. Con chó này! Cái đóng lên. Mẹ demo mày mò lên cứt à? Đi tàn. Mày mò được kiểu rồi anh nhé. Tăng cường nhãn nhịn gái. Đây, 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 đây. Mày lại lại mất tiền đi sửa mũi rồi. Sợ ngu này. Mày làm sai thế. Thế làm sao đấy, đi đâu vậy? Nó sai nhà thì em tưởng tưởng có nghiện, có cả nghiện phụ nữ đấy. Mày em sợ hơn, sao thế làm gì? Thôi, đặt thì con này nó còn đen nhiều. Da nó đang đen rồi đi vào trong tối thì chả ai nhìn cái gì ngoài. Mà lúc mà lấy còn cầm đèn xoay đấy. Quá gì gì. Mày có bắt được mấy kia không? Không, đây bắt được nó. Thế mày quánh chú bụi lên. Nhà mẹ đó. Mày đắp có gì đi ra làm cái gì? Thì mày em đấm bụng, em cứ nhặt mày vã thôi. Tại tại em bảo cái mồm nó hay hay chút hút thì em đấm mồm đi. Hai em đấm túi bụi vào mồm đi. Bắt đầu vui. Ai ý là hai chú mày đấm con Diêm á? Ừ, hai em đấm. Giời ạ. Thế bây giờ tưởng nó là nghiện thì chẳng hết. Bây em bảo anh ấy đây mua mày rồi. Ai nghĩ là nó đi vào đấy. Mà mang tiếng con này trước sợ ma rồi. Tự nhiên hôm nay bắn cầm đèn và soi tìm em. Cả em dịch từ tối giờ mãi thấy nó vào thì em tưởng như là nghiện cái đi buổi đêm này. Đấy nó ra đâu hỏi mình quên rất dặn nó ở nhà mình bảo sang đi bạn gọi thơ tớ bảo nữa anh em mày mà ngu ra một tí sao đến nó gặp ở nhận giao đang phải làm việc đấy gọi cái thằng thử hỏi đấy thôi đấy nó hơi lạnh đi luôn nó hơi lạnh đi luôn sao biết rồi nó tao không biết vừa chân tao quá đà nó xuống tinh tao phải lấy ra nhớ xuống là hình cứng cứng tao nhớ tao chỉ lên gối 2-3 phát thôi nhưng mà đưa đi khám đi. Mũi thì còn đâu nữa. Không biết tao vừa xuống là mũi nó xuống bông nó hay là xuống bông. Chả đưa đi khám đi, đừng ngã bay chạy đổi cái thai trước thả chết đi. Thế bụng đau không? Giờ bụng đau. Cô có nhà đau hay sao? Mẹ không đánh bụng đâu nhỉ? Đâu mẹ tao lên gối lên mẹ bụng đi. Không em lên gối là em bay lên gối mặt nó này. Không phải tại vì em cái tay của em có sờ chỗ là thủ tròn em bụng là bụng. Sao sờ chỗ là thủ tròn? Có nghĩa là nhá, có nghĩa là em chỉ nhằm đầu em bụng luôn. Thì em tay cái sờ chỗ là thủ tròn to đánh bụng. Ai? Mày không cảm được à? Không biết tao chỉ biết sao chứ nào luôn trường tròn đấy. Ừ, không nói nhiều chuyện đấy bỏ qua đây mai. Cho đi xem là mũi miếng không biết được làm sao đâu. Khám đi lên thôi, bắn lên thôi. Chiếu ra đây nào. Nghĩ sợ đấy. Thế ngu. Ngu chưa là sau đừng có mà dặn đi tìm mẹ ở đây. Sao không về không có phải mà. Ai bảo, nó gọi ngoài đi.